nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam. Nước lũ dâng cao tại các địa phương miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4 gây ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường. Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực miền núi. Nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi tỉnh này bị nước dâng chia cắt. Tại huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, nước suối dâng cao đã chia cắt nhiều ngầm tràn tại các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vào, Ba Nang. Có nơi nước dâng qua ngầm tràn hơn 1 mét chảy rót xiết. Từ tối ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã phân công lực lượng chốt giữ yêu cầu người dân không đi qua các ngầm tràn khu vực nguy hiểm. Tại các xã vùng cao huyện Phước Sơn và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nước lũ đổ về rất nhanh. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 địa điểm sạt lở giao thông ách tắc. Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị ngập, đặc biệt là ngã tư Duy Tân, Phan Châu Trinh, Bùng Binh Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, phương tiện không thể lưu thông. Trên các sông Bàn Thạch, Trường Giang, nước lũ bắt đầu dâng cao, gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng xung yếu trũng thấp ven thành phố Tam Kỳ. Ngay trong sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cũng đã khảo sát thực tế, nắm tình hình thiệt hại để có các biện pháp chỉ đạo xử lý, khắc phục, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.